Chùa Cambodia ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Toàn cảnh khung viên chùa là đây. Toàn cảnh chùa. Chào sư. Toàn cảnh thánh điện chùa. Có cây tha la rất to. Ngôi chùa có kiến trúc hoa văn rất đẹp. Công viên chính điện.
đang học. Một phần cảnh quan đang tu sửa. Khuôn viên rất đẹp. Cây thala rất to. Đường vào chùa.